Dạ vâng, em xin kính chào các bác nhà mình ạ. Thì là tiếp tục một mẫu xe, em sẽ lên sóng lại một cái mẫu xe mà là một cái thương hiệu mà của Toyota và bền bỉ, lồi đồng cối đá, gầm cao. Đấy, con này nó là Fortuner, sản xuất 2011 các bác nhà mình ạ. Đấy, phiên bản máy xăng 2.7 các bác nhé. Con này của nó là hai cầu các bác. Bác nào mà đi công trường này hay đi là những cái vùng đồi núi này thì sử dụng chiếc xe này khá là hợp lý này các bác này. Những cái mẫu xe này thì nó cũng gần tương đương như là những cái mẫu xe của Prado đấy. Nó là một cái mẫu xe gầm cao mà chạy đồi núi với chạy những cái vùng địa hình gọi là những cái địa hình mà xấu, rất là ok các bác. Con Fortuner này đi đường dài thì nó là rất là tuyệt vời rồi, mà giá tiền này khá là hợp lý thôi các bác. Nó là hợp lý nhất trong cái những cái chiếc xe gầm cao của Toyota các bác. Trước mới thì nó cũng khá là nhiều tiền, nhưng mà chiếc xe này thì bây giờ nó cũng rất là hợp lý thôi. Chỉ có 385 triệu thôi các bác. Các bác nhà mình đã sở hữu một cái mẫu xe gầm cao 7 chỗ đến từ thương hiệu của Toyota, bền bỉ chắc chắn, lồi đồng cối đá. Bác nào có vừa vừa tiền có 385 triệu thôi là đã có cái con Fortuner này rất là cao to đi rồi. Con này nếu mở phiên bản 2.7 này thì nó ăn tầm khoảng 11 đến 12 lít các bác. Nhiều bác cứ bảo ăn nhiều nhưng mà các bác ấy chắc là đi thế nào thôi. Có thể là đi phanh, đạp ga, rồi là các cái gọi là nó chạy nó bỗ bã thôi. Chứ còn thực sự là như con xe này em đi thì em ga ít, nhịp nhàng đều đặn thì em đi nó cũng không tốn. Nó cũng chỉ tầm 11, 12 lít thôi các bác. Còn chạy đường dài thì nó sẽ ít hơn. Đây là em đang nói cái đường hỗn hợp các bác. Đó thì bác nào mà có vừa vừa tiền đấy, thì là có thể chơi em này này, gầm cao này đấy, vừa tiền mà vừa đẹp, to đẹp dài đấy. Còn thực sự là ví dụ như là em thấy những cái bác nào mà chạy dịch vụ, các bác ấy chạy suốt ngày trên đường cơ đấy, một ngày chạy mấy trăm km cơ, thì các bác còn sợ tốn xăng. Chứ bình thường như các bác mà chạy gia đình thì vấn đề gì đâu ạ. Nó cũng là bình thường thôi các bác ạ. Những cái mẫu xe về Land Rover rồi tất cả các cái nó còn 25-30 lít cơ các bác ạ. Còn dồn dòi của ông anh nhà em còn 50 lít cơ. Đấy. Nhưng mà đã đi ô tô thì cái xăng cộ thì không quan trọng đâu các bác ạ. Quan trọng là nó phục vụ cho mình. Còn dịch vụ thì người ta mới sợ là gọi là tốn xăng thôi. Nó chạy nhiều thôi. Còn bây giờ các bác nhà mình chạy gia đình thì nó không quan trọng lắm đâu ạ. Có đi mấy đầu mà sợ tốn xăng đúng không ạ? Thì thoảng đi loanh quanh, đi xa xa thì nó ăn hơn có 1-2 lít thì chả đáng bao nhiêu. Quan trọng là cái gầm cao. Này, thì bây giờ em sẽ lật cái cốp lên này cho các bác như mình xem cái khoang máy này. Lật cái cốp lên. Này. Thì là đây, con xe này nó cũng đang bụi. Xe này thì của đây nó đang bụi này các bác đấy. Nó bụi không, con này nó cũng khá là bóng. Xe này thì là tất cả cái tình trạng của nó thì nó còn tương đối là đẹp các bác. Đèn đóm là đây các bác nhìn này, đèn đóm đây còn sáng các bác nhé. Và projector tình cầu thủy tinh hết rồi, đèn đóm thì rất là ok rồi các bác. Còn bên dưới cái đèn gầm cũng vậy, cũng nhìn nó cũng sáng sủa, sạch sẽ. Được cái biển 15 này nó cũng khá là đẹp này, biển Tiến. Những cái mạ chrome của nó cũng vậy, còn rất là sáng các bạn. Đây nó là bụi bẩn thôi. Đây, các bác này, đèn này cũng vậy các bác nhé. Đèn vẫn còn trong vắt luôn, không bị ố vàng, bẩn đục. Đấy. Bên dưới cũng vậy các bác nhé. Nói chung là em thấy cái mẫu xe này mà nó giờ nó 385 triệu nó khá là hợp lý. Thị trường nó vẫn phải loanh quanh 400, hơn 400 ạ.
Làm răng này rất là đẹp các bác nhé. Cái Babo Lê Babo rất là còn nét căng. Tem này đã được lên một cái tem mà đời mới của 2014 rồi các bác. Cái đời này mới 2014, 15, 16 thì cái form nó gần như là nhau. Nó chỉ khác nhau một chút về cái mặt đằng trước ca lăng thôi. Nếu mà để ý kỹ thì mới nhìn thấy. Còn nếu không bình thường thì cũng chả ai biết là đời 11 với lại 15 nó khác nhau. Nó chỉ khác nhau một chút thôi. Bác nào tinh ý thì sẽ nhìn thấy nó khác nhau một chút các bác. Còn đến 2017 nó mới đổi form các bác. Đó này, đèn đón còn sáng còn đẹp. Chiếc xe này thì em quay qua để cho các bác nhà mình thôi, nó cũng vừa tiền thôi mà. Đây, đèn đóm này các bác này, còn sáng, đẹp. Đi bật cái cốp cho các bác nhà mình xem. Đây, cho các bác xem gầm mẹ này. Gầm của nó không có mối mục mọt gì đâu ạ. Đây, các cái chi tiết rằng của nó vẫn còn đen kít, vẫn còn tem tiết kìa các bác kìa. Vẫn còn tem này, cầu vẫn còn nguyên tem. Đây là xe nó bẩn này, các bác nhé. Không có han mối mục mọt gì đâu ạ. Bên trong đây nó là những cái bẩn thôi các bác. Xe đang chạy mà. Đây là răng này nhé này. Nói chung em thấy như em thấy thì cái mẫu xe Fortuner để chạy nó cái giá thành, cái giá tiền nó hợp lý hơn ở những cái mẫu xe mà gầm cao của Toyota. Đó là những cái con Prado nhất thì bây giờ nó cũng khá là đắt. Đời 2011 nhưng mà đời những cái con Prado mà đời 2011 thì giờ nó cũng khá là cao. Đó, cái con Fortuner của Toyota này nó hợp lý này. Những cái dòng này thì các bác quân đội chạy cũng khá là nhiều này. Bác quân đội này, lính tráng khá là thích chạy con Fortuner này. Nó cao, nó thoáng, chạy của nó dòng này máy rất là lành các bác. Xe của Nhật thì máy nó rất là lành. Giật cái lắp cabo xem nào. Máy dòng này nó lành lắm các bác. Con này khóa đã được lên cái chìa khóa điện rồi. Quay cho các bác nhà mình xem cái máy này. Đây, máy con này nó vẫn còn nguyên bản luôn này. Đây, cho các bác nhìn cái máy này. Đấy, tất cả cả bồ cái ốc nhái này nguyên zin hết này, từ cái lòng trong còn khá là tươi các bác nhá. Lòng trong này không có han hết gì cả, còn tem mác của Toyota này các bác này. Máy này cũng vậy nha các bác nhá. Con xe này thì của nhà em là hay chạy đi chạy lại. Đây, đây nó vẫn còn bận nguyên này. Máy móc khô giòn các bác nhé, zin từng con ốc này các bác này. Đây, các bác nhìn này, từng con ốc này nguyên zin này. Đấy, từ cái cục phanh này cũng vậy. Nói chung là máy móc khô giòn các bác nhé, khô giòn im thít luôn. Đấy, đây là máy nó đang bẩn đây. Đấy, nhưng mà các bác có thể nhìn thấy từ những cái lòng trong kia. Cái lòng trong này nó vẫn còn tươi nguyên này. Cái màu của cái tôn bên trong này. Đây, con này nó đang bẩn thôi nhưng mà rửa giấy đi thì nó sẽ bóng bẩy, nó sẽ sạch sẽ các bạn. Quan trọng nhất là cái máy nguyên, nó còn nguyên. Đây các bạn nhìn này. Đấy, máy của nó còn nguyên từ cái mặt dàn cò, keo vẫn còn nguyên, ốc nhái dàn cò vẫn còn nguyên các bác nhé. Zin từ cái dàn cò này các bác này.
Ok. Chào các bác, nhà mình xem cái nội thất này. Nội thất của Toyota thì các bác nhà mình chắc hẳn đều biết rồi. Nội thất của Toyota thì nó khá là đơn giản thôi. Quan trọng nó là những cái máy các bác. Quan trọng nhất là ở Toyota là những cái cỗ máy. Người Nhật thì từ con Altis hay là Camry, cái đời những cái đời này đấy, cũng không được chú trọng về những cái lốt option nội thất. Chỉ có những cái đời bây giờ thôi các bác mới được Toyota cải tiến từ những cái option rồi nội thất để cho nó cạnh tranh ganh đua với những cái mẫu xe Hàn với Nhật. Đây thì các bác có thể quan sát xe của nó khá là tươi, từ những cái ghế cái yếc của nó. Con này đã được lên màn hình Android rồi các bác, lên màn hình Android nhìn trông nó hiện đại hơn và nhiều chức năng hơn, lên cả cái để lộ start top rồi. Bên này cánh cửa ấy còn đẹp các bác nhé. Nói chung cái đời như này mà còn như này, cái giá trị mà như vậy thì nó cũng khá là ok rồi các bác. Gầm cao 7 chỗ mà giá lại vừa tiền, có 385 triệu thôi các bác, khá là hợp lý đúng không ạ? Ghế là còn đẹp các bác nhé. Đặt cái cốp lên cho các bác nhà mình xem. Này các bác này, con này thì nó gập cái ghế vào nó khá là tiện. Đây là có cái móc treo lên này, móc treo đồ này. Bên trong lòng rất là còn tươi các bác nhé. Con này gập cái ghế lên móc lên thì nó sẽ rất là rộng, đi đứng là thoải mái, 7 chỗ mà. Chắc lệch luôn. Dài nó còn đẹp các bác nhé. Thì cái gỗ này cũng vậy này, vẫn còn bóng đẹp. Ghế bên này đã chỉnh điện hết rồi. Con Fortuner chạy thì cũng khá là hay các bác. Chế độ cài cầu, cài yếc các kiểu luôn. Rất là hợp lý các bạn. Đó. Một chiếc xe gầm cao mà thực sự là giá lại rất là hợp lý rồi. Có 385 triệu thôi các bác nhà mình nhá. Bác nào mà thích gầm cao đấy, mà có vừa tiền thì em nghĩ cái mẫu xe này nó là một cái lựa chọn rất là hợp lý luôn đấy ạ. Ở mẫu xe Fortuner này. Rồi bác nào mà thích thì alo cho em các bác nhé, để biết thêm chi tiết. Em chào các bác.